Kanye West ra bài hát diss thẳng mặt bạn trai Kim Kardashian, chuyện gì đây? Theo TMZ đưa tin vừa qua, một trích đoạn được cho là nằm trong ca khúc mới mang tên My Life Was Never Easy của nam rapper đình đám Kanye West và The Game không may bị rò rỉ. Đáng chú ý, Kanye West đã trực tiếp đề cập đến Pete Davidson, bạn trai mới kém 13 tuổi của vợ cũ Kim Kardashian, với lời lẽ có tuyên chiến thẳng thừng cực gắt. Chúa đã cứu tôi khỏi những vụ tai nạn, chỉ để tôi đánh bại Pete Davidson. Ai ngờ lời bài hát đã bị thay đổi vào phút cuối. Theo Nylon, tai nạn ô tô được West nhắc đến là hồi năm 2002, trước 10 năm anh yêu và xây dựng hạnh phúc với Kim Kardashian. Vụ tai nạn suýt chết ấy đã thay đổi con người rapper, khiến anh mạnh mẽ và không còn biết sợ là gì. Nguyên nhân dẫn tới hành động có phần ngông cuồng này của anh chàng rapper được cho là bắt nguồn từ những hình ảnh hẹn hò ngọt ngào giữa vợ cũ và tình mới vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Nhưng công chúng cũng không khỏi cảm thấy vô lý bởi trên thực tế chính Kanye cũng đang hẹn hò hạnh phúc với tình mới ngực khủng Sheila Fox nhưng vẫn dằn mặt bạn trai của vợ cũ cho bằng được. Không kém cạnh vợ cũ, Kanye West cũng gây chú ý khi qua lại với nữ diễn viên xinh đẹp nóng bỏng Sheila Fox. Cặp đôi được cho là đang hẹn hò hạnh phúc khi liên tục xuất hiện cùng với nhau những hình ảnh hết sức thân mật và mùi mẫn. Công chúng cho rằng hiện tại anh đã hoàn toàn dứt tình với Kim Kardashian và tìm được hạnh phúc mới, nhưng lại tranh cãi vì nam rapper thay đổi thái độ quá nhanh. Mới vài ngày trước vẫn còn níu kéo vợ cũ và ngày sau đã tay trong tay bên tình mới. Julia Fox xác nhận đang hẹn hò Kanye West trong bài phỏng vấn trên Interview Magazine. Nữ diễn viên chia sẻ, tôi gặp Ye, tên hiện tại của Kanye vào đêm giao thừa. Giữa chúng tôi có sự gắn kết ngay lập tức. Nam rapper tạo cho cô cảm giác vui vẻ thoải mái trong những buổi hẹn hò. West còn chỉ đạo ekip chụp ảnh cho Fox. Tôi sốc trước cử chỉ ân cần của Ye. Anh ấy thuê cả dãy phòng khách sạn treo đầy quần áo. Tôi không biết bằng cách nào Ye có thể hoàn thành mọi thứ cùng lúc. Được gặp và hẹn hò với Ye là giấc mơ của mọi cô gái. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ mình là Cinderella. Fox không giấu nổi niềm hạnh phúc. Cách đây không lâu, cặp đôi có buổi đi chơi ở trung tâm Los Angeles để hâm nóng tình cảm. Tuy nhiên, có một người hâm mộ đã đi tới ô tô của anh và xin chữ ký. Sau khi lời qua tiếng lại, rapper được cho là đã nhảy ra khỏi xe và đấm vào người hâm mộ, khiến anh ta ngã xuống đất, sau đó rời khỏi hiện trường. Kanye West vẫn chưa bị bắt giữ trong khi vụ việc đang được bộ phận Newton điều tra. Đại diện của West chưa có câu trả lời chính thức cho báo chí về vụ việc này. Trong khi đó, một bài đăng trên mạng xã hội Instagram được chia sẻ vào khoảng 1 giờ sáng thứ Năm bởi Evan Ross cho thấy Kanye West đang đi chơi với bạn gái Sheila Fox, Madonna, Antonio Brown, Floyd Mayweather và những người khác tại Delilah, một tụ điểm mà rất nhiều người nổi tiếng thường lui tới. Nguồn tin của People chia sẻ thêm, tất cả những ngôi sao này không đến cùng một lúc, nhưng cuối cùng họ đã ăn tối với nhau khi tụ tập ngủ trong phòng riêng. Kanye và Sheila gần như không hề rời khỏi nhau. Vì thế, vụ việc vẫn đang được điều tra. Kanye West hiện tại vẫn chưa bị bắt giữ. Đáng nói, năm 2014, rapper đã từng bị bắt vì hành hung một nhiếp ảnh gia tại sân bay quốc tế Los Angeles. Theo BBC, nhiếp ảnh gia cáo buộc West đã đấm và giật máy ảnh của anh. Vào thời điểm đó, West đã bị kết án 250 giờ phục vụ cộng đồng, 2 năm quản chế và tham dự 24 lớp học quản lý cơn tức giận. Năm 2008, West cũng từng bị bắt vì tội phá hoại và hành hung trong một cuộc tranh cãi với các nhiếp ảnh gia tại cùng sân bay trên. Tài sản bị phá hoại là một chiếc máy ảnh, anh ta sau đó được tại ngoại và phải bồi thường số tiền $20,000.